Hai chà, chồng sẽ giết độc ác cái nhà, từ từ bình tĩnh nào. Thôi. Xem nào. Fake đúng không? Fake đúng không? Fake gì? Fake. Đâu? Nhưng mà hình như là hàn rồi. Đúng không? Có bán không? Hả? Bán đi, bao nhiêu? Giá. 5 tỷ. Thật đấy. 5 tỷ nói chính xác giá thế nào? Triệu rưỡi. Mày vừa bảo tao mấy trăm rồi, giờ 1,5 triệu. Mấy trăm là giá lúc đấy. Nào, nói lại thế nào? 900. 900 á? Anh em ơi, xem con này 900 có mua không? Diêu nhưng mà lại là hàn một nốt, 900.